Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Phương Thảo và chú Chu Tức Tiến cũng gửi lời chào đến quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali cũng như là quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin cùng với chúng tôi trên hệ thống mạng tần VNTV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Chu Tức Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin thưa quý vị qua tin về nội địa trước. Cái gì mà liên quan đến bao tử mình phải nói ngay thưa quý vị, đó là cái vấn đề inflation. Inflation nó làm cho giá cả tất cả mọi thứ là tăng lên. Theo báo cáo người ta cho biết rằng là trong 12 tháng vừa qua đó thì giá xăng nó tăng lên 48%, còn xe hơi và xe cũ tăng lên 35%, còn những cái khác thì tăng cũng hai mấy phần trăm. Xe hơi mới thì tăng có 12% thôi, còn xe cũ là tăng nhiều quá trời, tại vì người ta không mua được cái chip, thưa quý vị, thành ra do đó giá xe cũng tăng, rồi tất cả mọi thứ đều khác, nhiều khác thì tăng từ 2% cho đến 5%, hay là học phí của trường đại học cũng tăng 2%. Rồi bây giờ cái vấn đề inflation đó là vấn đề có thực, và bây giờ thì có một số những cái đề nghị ông Biden phải làm để có thể giảm được cái inflation, tại vì theo như ông Biden cũng như là bên dân chủ đó đổ tội cho là thứ nhất là đổ tội cho một số những cái nhà đại tư bản đại tài phiệt về xăng dầu đó, tự ý tăng giá lên nhiều hơn là cái thị trường tăng giá, đó là một. Thứ hai nữa là về cuộc chiến của Ukraine đó làm cho Hoa Kỳ phải tự mở cái thùng dầu của mình ra để mà bán cho dân chúng, thay vì trước đây vẫn nhập cảng từ các quốc gia khác, mà các quốc gia khác thì cũng là bị ảnh hưởng bởi vụ Ukraine, cho nên cắt luôn, không có nhận cái xăng dầu của Nga. Thì do đó thì giá nó lên rất là cao, inflation rất cao. Thì bây giờ số người ta đề nghị này không biết là Biden có làm hay không. Đó là vấn đề thứ nhất là giảm cái tariff mà trước đây mà Trump cho bên Trung Hoa, Trung Cộng á. Giảm tariff là một, thứ hai là giảm cái thuế của đánh vào hàng hóa Trung Cộng, giảm chừng 1-2% thì cái lãi suất nó cũng sẽ giảm và cái inflation cũng giảm luôn. Thì đó là cái một cái biện pháp mới mà chưa biết là Biden theo đường nào, nhưng mà cái trường học gọi là Peterson Institute of International Economics, trường về kinh tế đó, thì cho biết rằng là nếu mà có thể giảm được cái tariff trước đây đặt cho Trung Cộng, như là giảm được cái thuế Trung Cộng một chút xíu, thì lập tức là cái inflation nó sẽ giảm xuống khoảng 1-2 chấm. Hiện tại bây giờ inflation nó cao hơn trong vòng mỗi lần nào này, thưa quý vị, đó là tới 8,9%, 8,5% đến 8,9%. Thì đó rất là cao, trong khi những cái năm trước chỉ có 7% thôi, bây giờ tăng lên tới 1.5% về inflation. Hy vọng là Tổng thống Biden ông sẽ có một biện pháp gì để giúp cho cái nền kinh tế nó ổn định chút xíu. Dĩ nhiên mà cũng phải, có lẽ là trong tôi hiểu, phải chờ cuộc chiến tranh này chấm dứt. Dạ, và chúng tôi cập nhật một cái bản tin của, đây là thống đốc của tiểu bang Texas, là ông Reed Abbott. Ông đã bắt đầu thuê chở một cái chiếc xe để chở tất cả những người di dân ở biên giới đến tại thủ đô Washington DC để nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện tại đang hủy gọi cái lệnh cấm nhập cảnh do chính quyền trước đó là cựu Tổng thống Donald Trump đã ký, và cái này được gọi là cái lệnh cấm có gọi là Title 42 về cái lệnh cấm những người di dân. Thì theo như lời của ông Abbott, ông nói rằng chúng tôi chở những người di dân này đến Washington DC để mà cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể thấy được rằng là nhu cầu của những người được phép băng qua biên giới của chúng ta. Và ông nói rằng một cái chuyến xe bus khác có thể chở di dân đang trên đường tới thủ đô của Hoa Kỳ tiếp theo. Thì đây là những người di dân đến từ đất nước Colombia, Cuba, Venezuela cũng như là Nicaragua, và được xe bus thả xuống giữa cái Union Station và Quốc hội. Và đây là một cái cách mà thống đốc của tiểu bang Texas, ông muốn thông qua để nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Joe Biden về cái vấn đề mà quyết định chấm dứt trục xuất di dân theo như cái Title 42. Ông sẽ có cái vấn đề tranh cử tiếp theo vào tháng 11 sắp tới này. Thì tuần trước thì ông cũng đã ra một cái lệnh cho cơ quan tình trạng khẩn cấp tiểu bang Texas thuê xe bus để chở tất cả những người di dân tới Washington DC để không Texas không phải gánh chịu cái hậu quả nặng nề từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden khi mà không bảo vệ được cái biên giới của Texas. Thì mới đây thì Bộ trưởng Nội an đã dưới thời của Tổng thống Joe Biden đã công bố là sẽ hủy bỏ cái Title 42. Mà cái Title 42 này là cái vấn đề mà cấm những người di dân nhập cảnh do thời của cựu Tổng thống Trump đã ban hành vào mùa xuân của năm 2020 để nhằm ngăn chặn cái vấn đề COVID-19 lây lan.
Thì theo như kế hoạch thì cái Title 42 sẽ bị hủy vào ngày 23 tháng 5 này. Thì từ đầu đại dịch COVID-19 cho tới bây giờ thì cái lệnh Title này đã cấm và cũng đã ngăn được là khoảng 1 triệu 700.000 người di dân băng qua cái biên giới Mỹ-Mexico bằng mọi cách. Và Bộ Nội an cũng đã cảnh báo số di dân có thể tăng vọt hơn từ 170.000 cho đến là cao hơn nữa nếu như mà cái Title 42 này bị hủy bỏ. Và khi mà được hỏi về cái kế hoạch của ông Abbott về cái vấn đề mà thuê xe bus để chở tất cả những người di dân này tính đến DC, thì người phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là bà Jen Psaki, bà nói rằng là bà không có biết được cái vị thống đốc này làm như vậy là dựa trên cái thẩm quyền nào để mà có thể làm vấn đề đó. Thì bà chỉ nói rằng đây là một trong những cái trò để cho ông cố ý để mà ông đánh tên tuổi của ông, nói về ông Greg Abbott. Và văn phòng của ông cũng đã thừa nhận rằng là cái vấn đề di dân phải tự nguyện phải được chở đi, chứ không thể nào mà ép buộc người ta lên xe để mà có thể chở đến được Washington DC. Và cũng xin nhắc rằng là chính quyền liên bang chứ không phải là tiểu bang mới có quyền thi hành cái luật di trú của Hoa Kỳ như vậy. Và hiện rằng là không rõ được là cái chiếc xe bus mà thống đốc của tiểu bang Texas đã thuê để chở những người di dân tới tiểu bang Texas là bao nhiêu người. Và sau khi mà thả tới Washington DC thì những người này đã đi đâu thì vẫn chưa nắm được cái con số đó. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, một cái chi tiết chứng minh là vấn đề mà lạm phát là có thật và đã đang tăng trưởng. Là một cái công ty mà JP Morgan Chase, đó là công ty đã báo cáo là trong cái tam nguyệt đầu tiên đó, là ông mất 42% tiền lời so sánh với năm ngoái, thưa quý vị, tại vì họ đã rút down, tức là bỏ đi mất 1,5 tỷ ở trong cái tài sản của họ bởi vì cái inflation và cũng như là cái cuộc chiến tranh của Ukraine. Thì cái công ty nhà băng và lớn nhất quốc gia này thì nói rằng là cái profit của họ là có 8,3 tỷ đô la. Trong khi đó thì với năm ngoái là tới 14,3 tỷ đô la hoặc là 4,5 đồng một xe, mà bây giờ chỉ bán có 2,63 đồng một xe thôi. Thành ra cái đó là một sự thiệt hại rất là lớn cho một cái công ty mà nhà băng mà lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên thì họ vẫn tin tưởng là có ngày sẽ vực trở lại, tại vì cái chiến tranh này nó làm cho ảnh hưởng rất nhiều thứ về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính. Thành ra bây giờ nếu mà cuộc chiến này nó cường chấm dứt và Mỹ không phải viện trợ cho Ukraine đó, thì và không phải viện trợ cho các cơ sở khác đó, thì có lẽ là cái lợi tức của cái JP Morgan này sẽ trở lại như cũ, cũng như là lợi tức mà khi trở lại như cũ thì các công ty khác cũng tiếp tục theo trở lại như cũ luôn. Đó, bây giờ thì cái vấn đề chính mà chúng tôi chỉ đưa quý vị một cái thí dụ thôi, tức là JP Morgan Chase đã bị thiệt hại rất là nhiều vì thời gian qua, tức là thứ nhất là vì Covid xong cái rồi Covid người ta không có đi ai là đầu tư gì cả, ở nhà chơi, tiền nhà chơi, Covid xong cái là cuộc chiến này rồi bắt đầu xăng nhất tăng lên là do đó thì JP Morgan đã bị thiệt hại rất là nhiều, thưa quý vị. Và chúng tôi cập nhật một cái bản tin cho thấy rằng là 6 cái công ty tại miền Nam của tiểu bang California của một cái người tỷ phú của Trung Quốc và phải chịu phạt với cái sơ vấn đề gần lên đến là 2 tỷ cái tiền trốn thuế. Khi mà cái người tỷ phú này, ông đã giả mạo những cái nguyên liệu nhôm thô, thay vì nếu mà nhập nguyên liệu nhôm thô vào trong Hoa Kỳ thì sẽ phải chịu thuế chống bán phá giá, mà bằng cách đó thì ông hàn những cái thanh nhôm thô này lại để nó nhìn giống như một cái pallet, là những cái nhôm thành phẩm rồi. Thì khi mà nhìn giống như cái nhôm pallet này thì được qua cái cửa khẩu thì nhập vào, và hiện tại theo như là văn phòng của công tố Hoa Kỳ đã cho biết như vậy. Và cái cách làm của những cái người tỷ phú này theo như là chánh án đã nói rằng sẽ phải có 6 cái hoạt công ty của cái người tỷ phú này phải bồi thường lên đến là 1.83 tỷ mỹ kim cho cơ quan thuế và biên phòng của Hoa Kỳ là CPP. Thì những công ty này gồm có là Perfect Aluminum ở Ontario, cũng như là một cái công ty khác là Perfectus Aluminum Acquisition, là cái công ty con của cái công ty đầu, được thành lập năm 2014 để mà có thể nhận những cái pallet nhôm để nhập cảng vào Hoa Kỳ sau khi mà Washington đã áp dụng mặt cái thuế lên nhôm Trung Quốc vào năm 2011. Và một cái công ty khác là Scuderia Development LLC có nhà kho tại Riverside,
và một cái công ty nữa là 1011 Double Way LLC, nhà kho ở Ontario, Von Karman Main Street LLC được ở nhà kho ở Irvine, và cái công ty cuối cùng là 10681 Production Avenue LLC có nhà kho ở Fontana. Thì cái phiên tòa được diễn ra vào tháng 8 của năm vừa rồi 2021, thì bồi thẩm đoàn của liên bang tại thành phố Los Angeles đã cho cái ra một cái kết quả là 6 cái công ty này phạm một cái tội đồng lõa và 9 tội gian lận, 7 tội đưa hồ sơ giả và gian lận qua phòng thuế. Và cái công ty Perfect Aluminum là cái công ty lớn nhất đã bị kết thêm 7 tội rửa tiền. Thì phần lớn những cái pallet nhôm này á, được nhập cảng qua thành phố Los Angeles và thành phố Long Beach của tiểu bang Nam California. Và 6 cái công ty này do một cái người tỷ phú Trung Quốc 58 tuổi có tên là Yong Tian Liu đã sinh sống tại thành phố Tustin khi đó điều hành. Và ông còn là chủ tịch kiêm là tổng giám đốc của China Yongwan Holding, là công ty chuyên về sản xuất nguyên liệu nhôm thô lớn nhất ở Á Châu. Và ông đã trốn cái thuế nhập khẩu nhôm thô bằng cách nào như vậy. Và hiện tại cho đến thời điểm bây giờ thì ông vẫn chưa bị truy tố tội hình sự ở tòa án Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi đến tin cho quý vị. Thưa quý vị, cũng tin là Hoa Kỳ là một trận bão rất là lớn đang xảy ra tại miền Trung Mỹ. Và làm thiệt hại rất là nhiều dân mạng về thiệt hại nhân mạng thì chỉ có khoảng chừng 24 người đã bị thương thôi mà không ai bị chết. Thế vì cái trận bão này nó đã kéo dài từ thứ ba vừa qua mà đi ở Sarajevo xong rồi khoảng 80 dặm của Austin, rồi cách Austin, thủ đô Austin, rồi Bell County cũng là có tới 23 người bị thương. Còn lại những nơi khác chẳng hạn như là cũng một cái nơi ở gần thủ đô của Texas đó, là coi như là không còn gì cả. Hầu như là mấy người nói là đường điện thì tắt, rồi cột điện thì đổ, rồi tất cả mọi thứ đều coi như là một sự tàn phá rất là lớn. Thì trận bão này nó đi qua nhiều miền ở Lincoln, rồi Nebraska, rồi nó cũng knock off tức là nhiều cái cột điện khác, và Minnesota cũng thế. Thưa quý vị, đó là một cái trận bão rất là lớn, nhưng mà may mắn là sao chúng ta ở miền Nam chúng ta lại không có bị bão thôi. Ở nơi khác bây giờ cũng đang chơi với chống bão, chống lụt, thưa quý vị, thì cầu nguyện cho bạn chúng ta ở các nơi khác được bình an. Dạ, và một cái bản tin khác mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả, khi mới đây thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã lên tiếng cáo buộc là Nga về cái tội diệt chủng, nhưng mà Moscow cũng đã lên tiếng về phản đối cái vấn đề này. Khi mà Tổng thống Hoa Kỳ đã phát biểu tại tiểu bang Iowa, nói rằng là những cái sinh hoạt phí của gia đình về cái khả năng để mà đổ xăng, cũng như là không có những cái vấn đề đảng phái sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề liệu một nhà lãnh đạo nước ngoài có tuyên chiến và có thực hiện tội ác diệt chủng ở nửa vòng trái đất hay là không. Khi mà đề cập tới cái vấn đề mà xung đột xảy ra cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, và cái vấn đề mà người Hoa Kỳ hiện tại đang phải chịu cái giá xăng và thực phẩm đang tăng cao mỗi ngày. Và ông cũng đã cho những cái phóng viên biết rằng khi mà ông đã cố tình sử dụng cái từ diệt chủng để mà trong cái bài phát biểu của mình, nhưng ông nói rằng là sẽ để những cái người luật sư có những cái quyết định trên cái phương diện quốc tế rằng cái từ mà ông sử dụng diệt chủng như vậy có phù hợp hay không. Thì Liên Hợp Quốc cũng đã cho biết rằng để mà định nghĩa cái từ tội ác diệt chủng là những cái hành động phải được thực hiện với cái mục đích tiêu diệt một phần hoặc là toàn bộ một quốc gia, dân tộc, chủng tộc hay là một nhóm tôn giáo nào. Thì Nga cũng đã chỉ trích những cái phát ngôn của Tổng thống Joe Biden. Và họ nói rằng đây là một trong những cái bóp méo về cái tình hình này và không thể nào mà chấp nhận được như vậy. Và thật khó để chấp nhận khi đây là phát ngôn của một Tổng thống Hoa Kỳ mà là một trong những cái quốc gia đã có phạm nhiều tội ác khét tiếng trong cái thời gian gần đây. Là họ đã lên tiếng, họ cáo buộc như vậy. Trong khi đó thì Tổng thống Zelensky lại rất là lên tiếng cổ vũ cho cái bình luận của Tổng thống Joe Biden và gọi đây là những lời nói chân chính của một nhà lãnh đạo thực sự. Và rất là nhiều nhà bình luận cũng đã đưa ra cái vấn đề đó. Trong khi đó thì tổ chức di dân quốc di cư về quốc tế ước tính là khoảng là 4 triệu 600 ngàn người của Ukraine cũng đã sơ tán ra khỏi nước ngoài và 7 triệu 100 ngàn người phải rời bỏ nhà cửa ở đất nước Ukraine. Liên Hiệp Quốc nói rằng là có khoảng 1.842 thường dân đã thiệt mạng và 2.493 người cũng đã bị thương có liên quan đến cái cuộc chiến tranh đã xảy ra này. Nhưng mà cái con số thì còn thực tế còn cao hơn nữa. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp để mà gửi đến tin cho quý vị. Và tới đây thì chúng tôi xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống phát thanh VNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.